cháy rừng hoành hành gần thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Lực lượng cứu hỏa địa phương cùng các binh sĩ đặc nhiệm vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 đã được phái tới dập tắt một đám cháy rừng vốn đang hoành hành gần thủ đô Madrid của Tây Ban Nha và buộc nhiều nhà dân phải di tản khẩn cấp. Tính cho đến nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương vong. Giám đốc cơ quan giải quyết tình trạng khẩn cấp cho biết nếu như tình hình không được cải thiện, chính quyền sẽ gửi trực thăng phun nước tới để hỗ trợ tiến trình chữa cháy. Nhiều đám khói đen nghi ngút hiện tại vẫn đang bốc cao lên trời, bên dưới nằm ngổn ngang những đống đổ nát. Tính cho đến nay, chưa có ai biết được nguồn gốc của ngọn lửa đến từ đâu. Vụ việc xảy ra ngay vào thời điểm mà Nam Âu Châu hiện đang phải hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ đôi khi vượt ngưỡng 104 độ F.